Xin chào, lại là mình đây, mình là Tuấn Tiger 86. Nay mình sẽ review phim Anh Béo Ham Thích Đánh Bài và Gia Mộ Ông Nội Dọn Dẹp Nhà Ở. Ông nội sạch sẽ để ông nội phù hộ mình. Anh béo mua nào là vàng mã giấy tờ vàng bạc, nào là nhà lầu xe hơi, rồi đốt luôn một cô gái bằng giấy để tặng ông nội mình. Muôn ông nội mình theo mình phù hộ cho mình đánh bài ăn và kiếm được nhiều tiền. Anh béo nói, nội à, tối nay con dùng hết tài sản của con có được, tối nay con phải vô sòng bài để ăn một đánh nhất tử nhất sinh, muôn ông nội theo con phù hộ cho con thật là nhiều tiền nha nội. À còn nữa, con có đốt cặp núi hỏa diễm sơn này xuống phục vụ cho nội để có người chăm sóc cho nội, miễn là tối nay nội phù hộ con. Con sẽ đốt thật nhiều giấy tiền vàng mã xuống cho nội xài thoải mái, nhớ tối nay phù hộ con nha. Anh béo đã vào tới sòng bài, nhìn xung quanh vẫn không thấy ông nội mình ở đâu đâu, vậy mà bị cô gái phụ vụ chửi cho là dê. Cái chân bị cái gì kéo liền khum xuống bàn thì thấy ông nội. Anh béo nói với ông nội, sau ông núp dưới bàn. Anh béo nói, ông nội sau từ nãy giờ nội đi đâu sau không thấy vậy cháu? À sau trên này con gái mặt đồ thiếu phải vậy, nhìn thấy là xui lắm đó. Anh béo nói, ông nội mình là con gái mặt đồ như vậy là thịnh hành đó. Ông nội nói, xui gần chết nè, ở đó mà thịnh hành tay chân muốn giả rời nè. Anh béo, vậy giờ con đánh sau đây? Ông nội nói, hể mà ta chéo chân trái thì đánh tài, hể ta kéo chân phải là xỉu, còn ở giữa thì sao ông? Thôi ngồi lên đi, nếu ở giữa là mắt xích, cứ vậy mà chơi đi. Ông nội lẳng nghe hột xí ngầu chạy, và thế là ông nội chéo chân phải, anh béo liền đặc tài, vậy là nó ra tài, làm anh béo mừng muốn la lên đó. Anh béo nói, phần thưởng đó là của tôi đó. Ông nội liền nghe hột xí ngầu chạy, liền chéo chân trái của anh béo. Anh béo liền đặt xỉu. Anh béo liền dùng hết số tiền trên bàn rồi đặt hết vào chỗ xỉu, vậy là mở ra lại là sủi. Anh béo nói, phát tài rồi, hai chồng tiền đó là của tôi. Anh béo, tôi lại trúng tiếp, và trên bàn chỗ anh béo ngồi ngày càng có nhiều đóng tiền. Thấy vậy nhiều người cũng đặt cùng anh béo, nhưng anh béo không thấy nội chéo chân mình nên không biết đặt gì. Ông nội đang nằm ở dưới bàn nghe xí ngầu dừng lại rớt vào mắt xít, nhưng không biết làm sao để báo cho anh béo biết. Ở trên này anh béo đang cầm một cọc tiền không biết đặt chỗ nào. Anh béo đặt qua phải rồi rút tay lại, đặt qua trái rồi cũng rút tay lại không đặt. Đang phân vân không biết đặt chỗ nào vì ông nội chưa báo cho mình nên mình không biết đặt đâu. Thấy vậy mấy người đứng xung quanh cũng không đặt. Còn ở trên anh béo không nghe thấy ông nội kéo giò nên không biết đặt tài hay đặt xỉu. Ông nội liền kéo ở thận mạnh, anh béo bị đau liền đặt ba con. Anh lắc xí ngầu vừa mở ra liền thấy ba con giống nhau. Anh béo nói, tôi phát tài rồi, tôi lại trúng nữa. Rồi anh béo mừng rỡ ra mặt. Lần này anh béo đủ tiền để đi cứu bạn của mình rồi. Thế là anh béo rủ ông nội đi theo mình cứu bạn của mình ra, hai người lên xe chạy tới chỗ hẹn của anh đại ca. Anh đại ca và đàn em đang đứng chờ anh béo, thấy anh béo tới bạn anh béo nói, anh béo ơi mau cứu tôi bị bỏ đói mấy ngày rồi. Anh béo nói thầm, nội à, nội có đây không ạ? Ông nội nói, đừng có sợ, nội đứng sau con nè, con cứ lên đi, có nội hậu thuẫn phía sau. Đại ca nói, đem tiền đến đây đủ chưa? Anh béo nói, đủ rồi, anh cứ qua đây kiểm. Anh béo mở vali tiền ra, đại ca thấy vậy liền dùng bàn tay mình lấy thử cọc tiền xem sao, ai ngờ bị anh béo đóng lại làm kẹt tay. Đại ca kêu đàn em chém chết anh béo. Ta có siêu năng lực đó, các ngươi không sợ à? Ta sẽ dùng siêu năng lực C để đánh các ngươi chết hết. Không biết siêu năng lực của anh béo biết đâu mất hết. Anh béo bị đánh một gậy rồi hai gậy, chứ thế bị đánh liên tiếp không biết sau đỡ nổi. Nội à, tụi nó đông quá, sau đánh lại đây, coi chừng phía sau kìa con, bên phải nữa kìa, bên trái nữa kìa. Rồi anh béo quay qua một vòng đá một cái, thằng đó nằm một đống, thế là mình cũng giỏi quá chứ. Anh béo nói với ông nội, thấy con giỏi không, đã hạ hết rồi kìa. Ông nội nói, nhìn bên trái kìa có một đám, nhìn bên phải kìa vẫn có một đám nữa, thế này con chết chắc. Anh béo nói, trời đông quá chạy là thượng sách bạn. Anh béo nói, đừng bỏ tôi nha bảo mập. Có hai anh đang đứng chờ anh béo và tính phục kích anh béo, nhưng anh béo cho anh bên phải một cây rồi cho anh bên trái một gậy.
liền đi thấp người xuống đi khe khẻ tới một anh rồi bất thình lình liền cho anh đó một gậy ngã xuống bất tỉnh. Anh béo bị dòng vào đường cùng và anh đưa cây lên đánh loạn xạ. Thấy tình thế mình đánh không lại, anh béo liền bỏ chạy và nói với ông nội siêu năng lực mình dùng hết rồi, giờ phải làm sao? Ông nội: không sao đâu, con cứ đánh tiếp đi. Anh béo nói: hết siêu năng lực rồi. Ông nội nói: tao sẽ coi chừng mày mà mày phải gắng chút nữa đi. Anh béo chạy giết thấy vào ngõ cụt rồi, không biết làm sao. Anh béo đứng yên và nói: nội không cứu con đứng đó cho người ta chém chết con, coi ai trả thù cho nội. Ông nội ngồi trên cao thấy vậy bay xuống: ta đến đây nè cháu yêu. Và ông nội đã nhập sát vào người anh béo dùng quyền ẩn cước hạ ngục từng thăng. Vô ẩn cước của ông nội thật là cao siêu, chỉ dùng mấy cước đã hạ gục từng thằng, thằng nào dám vô đây nữa cứ lên nữa đi. Thế là ông nội đã thẳng tay giơ lên cao và bay lên thùng container đứng trên đó nhìn xuống. Ông nội đứng trên thùng container và nhìn xuống nói: có ngoan tụi bay bay lên đây đánh với tao. Ông nội cười một cách đắc chí, ở dưới bọn gian hồ chỉ biết nhìn lên. Anh đại ca thấy thế liền nhớ là mình còn giấu xuống và lựu đạn trong thùng container và liền kêu đàn em lại lấy súng bắn chết anh béo. Anh đại ca mở thùng container ra để bọn đàn em lấy súng bắn anh béo. Bọn đàn em dùng súng bắn vào người anh béo nhưng anh béo vẫn không si nhê gì hết. Anh đại ca thấy thế liền kêu đàn em dùng súng bại bát bắn vào anh béo cho anh béo nổ banh sát, nhưng viên đại bát bay vào người anh béo. Anh béo liền thổi một cái đại bát chuyển qua mấy bọn gian hồ. Viên B40 bay vào anh béo, anh béo liền chụm lại viên B40 và nói: sao viên này lớn quá vậy? Và liền quăng ngược lại bọn gian hồ. Viên B40 nổ một cái, bọn gian hồ bay ra xa. Cảm ơn anh em đã xem phim, nhớ đăng ký kênh Tuấn Tiger 86.